Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2018, tại Thiền viện Quảng Đức, trụ sở của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra buổi lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ 8 2017-2018. Dưới sự minh chứng của Chư Tôn Hòa Thượng thành viên Hội đồng Chứng minh, Chư Tôn Giáo Phẩm đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Giáo Phẩm đại diện 12 Ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và có sự quan tâm tham dự chứng kiến chào mừng của quý quan khách, đại diện chính quyền, mặt trận, ban tôn giáo, chính phủ, các ban ngành liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh và địa phương. Cùng với sự hiện diện của 500 đại biểu tiêu biểu gồm toàn thể thành viên Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, các phân ban, tiểu ban trực thuộc Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, quý đại biểu tăng ni, Phật tử đại diện cho Ban hướng dẫn Phật tử của 63 ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 63 tỉnh thành trên cả nước. Lễ công bố đã thể hiện sự quan tâm nồng nhiệt và sâu sắc đối với tiền đồ Phật giáo nói chung và Phật sự trong nhiệm kỳ 8 sắp đến của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương nói riêng. Dựa trên nguyên tắc lý luận phải phù hợp với thực tiễn, hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 7 2012-2017 của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương để rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành Phật sự. Để từ đó xây dựng và thông qua chương trình Phật sự nhiệm kỳ 8 2017-2022 có tính thiết thực và khả thi với hiệu quả nâng cao. Đây là nhân tố tất yếu để củng cố và nuôi dưỡng tinh thần cho Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương trong việc thực hiện nghị quyết hội nghị, biến phương châm, lệ đạo ít đời thành hiện thực. Nhân sự Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ 8 này có đầy đủ thành phần từ chúng, tăng, ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, thể hiện được tinh thần từ chúng đồng tu, lục hòa cộng trụ. Nhân sự vừa được suy cử của nhiệm kỳ này vừa thể hiện được tinh thần tôn sư trọng đạo của người con Phật nhưng cũng đảm bảo được tính dự bị nguồn nhân lực chuyển giao, thể hiện qua việc bố trí điều hòa giữa hai thế hệ trưởng lão và trẻ trung, giữa hai vai trò trụ cột và năng động, giữa hai nhân tố thâm niên và kế thừa. Nhiệm kỳ này được trực tiếp và thượng chủ tịch và hội đồng trị sự và đối với ban dẫn Phật tử Trung ương quyết tâm nỗ lực để làm sao cho khỏi phụ lòng của hội đồng trị sự. Nếu mình nói từ nào đó nó vượt ngoài cái chuẩn bị của mình, nhưng mà rồi cuối cùng cái gì nó chuyển biến rồi nó hoàn thiện hết thì các 63 tỉnh thành các vị có đại diện về dự hết, cho nên đạo tư của hòa thượng chủ tịch rất hoan hỷ và tán thán, và ban hướng dẫn cũng rất là vui và cá nhân thầy rất hoan hỷ. Dù trong ban tổ chức cực như thế nào nhưng vẫn mỉm cười, và đồng thời vì thế hệ trẻ, vì tương lai của Phật pháp và tiền đồ của dân tộc, cho nên vượt lên trở ngại. Tính cách quan trọng của hội chúng cư sĩ tại gia trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại càng được biểu hiện rõ nét hơn qua hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 5 được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ 8 ngày 21 tháng 11 năm 2017 và nội quy Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tu chỉnh lần thứ 5 đã đệ trình Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 8 2017-2022 thông qua. Từ đó, Ban hướng dẫn Phật tử các cấp nhiệm kỳ 8 có 5 phân ban chuyên trách: phân ban cư sĩ Phật tử, phân ban Phật tử dân tộc, phân ban gia đình Phật tử và phân ban thanh thiếu nhi Phật tử, phân ban Phật tử hải ngoại. Mỗi phân ban hoạt động theo một nội quy riêng. Trên tinh thần hòa hợp và đoàn kết, trong hội nghị này sẽ được tiếp tục phát huy để cùng nhau triển khai thực hiện thành công nghị quyết của hội nghị, làm cho ánh đúc buổi lễ soi sáng khắp chốn cùng nơi, thẩm thấu vào từng con tim và khối óc của hàng vạn tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, tất cả cùng nhau hợp tác làm việc đạo trong khi làm việc đời với ý thức phục vụ cho đời cũng như là phục vụ cho đạo. Có như vậy thì cả ba giai đoạn gia đình của hội nghị, căn bản của hội nghị và hậu khởi của hội nghị mới được gọi là thành tựu viên mãn.